Ở đây cái lộn xộn ha. Ô con Trình kia. Cái ông cái đồ mà sao tầm bậy. Ô cái đen đen kìa, cái gì ta? Cái kia kìa. Chị chị. Bà dê đâu? À bà dê, bà dê. Bà dê. Ông này nãy 100. 100 chưa? Ô cái đây bao nhiêu tiền? Nghĩa này bao nhiêu tiền? Vui à? Vui à? Chị này mới đi tắm biển về đó hả? Chị à, tắm biển về. Tắm biển về rồi ghé đi chợ luôn. Cảnh này rất là vui mà con cô bán chị. Chỗ chị này là đông nhất nè. Vui ha. Còn bãi N2. Dạ. Trạm biên phòng cũng vậy. Dạ. Chỉ là cái bãi này là đông vui nhất đó, đúng không cô? N2 mới đông vui nhất. N2 nằm đoạn nào cô? Ngoài kia. Ngoài kia. Em ra ngay chỗ mấy sống cái trụ Hưng Thịnh á. Dạ. Xuống. Dạ. Còn đây đi ra nữa là cái đời anh em cũng đông lắm, người ta thì đông hơn. Vậy đó hả? Đây là ít người. Dạ, đây là ít. Nhưng mà có chợ. Dạ. Đây ít nhưng mà có chợ, có rau. Dạ. Còn mấy kia nó có. Dạ. Sáng nào? Cái tư. Mình xuống bãi tắm khác nữa hả? Dạ. À. Cái tư ở trên kia là nó đông hơn dưới đây. À vậy đó hả? Chỗ đại em á. À nó dạ. Dạ đúng là nó không có ké, lâu lâu thỉnh thoảng nó mới có ké. À chỉ đông thôi mà không có ké nhiều bằng như đây. Dạ. À gì đó. Ngày nào mình cũng có mặt ở đây anh. Dạ đúng rồi anh, ngày nào cũng bán hết á. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương có mặt ở bãi dài đó bà con các bác anh chị. Sáng nay thì Phương có chuyến vào Cam Ranh đó, thì Phương ngang qua một cái bãi tắm. Thì cái bãi tắm này đó thì bà con ở Cam Lâm này nè cũng hay tập trung tắm rồi mua cá rất là vui. Thì bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Ở đây có nhiều cái tòa nhà khách sạn cũng đang xây dở nè. Bây giờ Phương sẽ chạy ra cái bãi tắm này. Bây giờ Phương sẽ chạy thẳng ra biển ha. Mong rằng những cái video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương, đăng ký kênh, ủng hộ cho Phương ha. Cái điểm này mà mình ra tới biển đó, vị trí Phương đang đứng này, mình ra tới biển thì khoảng 400 mét đó bà con các bác chị. Bãi tắm này bà con ở đây đó gọi là bãi tắm K8. Buổi sáng bà con đi tắm rồi mua cá rất là vui. Bên này có một cái khách sạn này cũng đang xây.
không biết ở đây có gửi xe không nữa. Phương cũng đã xe đại đây thôi. Ở dưới biển Phương thấy có ghi vô này. Phương đậu chỗ nào cho nó tiện. Mình giờ lấy xe. Đây là... Ở đây có gửi xe không anh? Dạ, cảm ơn anh. Ồ, đông vui quá ha. Có bán cá nè, đi tắm biển vô rồi mua cá, cá lưới ở đây. Ờ, ở đây bán cá đủ thứ ha. Ghẹ nè. Rồi bên đây là bán đồ ăn sáng nữa hả? Bán đồ ăn sáng. Ồ, ghẹ đây bao nhiêu ký anh? 150 một ký. Đây là ghẹ nuôi hay là thiên nhiên anh? Hả? À, đóng ở biển á. Anh đây mua một mua ghẹ này. Ở đây vui quá ha. Bên này nè tắm biển và rồi lên. Rồi đủ thứ luôn nè. Thì đó cái giờ 50 ngàn đi. Được năm đúng này là 55 ngàn. Đủ loại cá luôn nè, cá chút 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 nè. Ồ, cái cây chiên ăn ngon nè, chiên mắm ngò. Đúng rồi, cá làm ngon á, nó đưa lên YouTube luôn. Rồi, đây chị này mới đi tắm biển về nè. Đây lựa được gần mớ này hả? Đây là cái này kho nè. À, chị này. Đó, đúng rồi, đây nữa nè. Ồ, mực nè. Đó, mực. 652 của chị tính chưa? Cái này đây kho ngon nè. Đó. Của chị 100 á. Là em 500. Ồ, ghẹ bò luôn. Ngồi đây vui ghê anh ta. Vui ha, một cá này. Rồi. Đằng này nhỏ nhỏ không à hả? Cắm bậy bạ. Ở đây cái lộn xộn ha. Ô, con Trình kia. Cái ông cái đồ mà sao tầm bậy. Ô, cái đen đen kìa, cái gì ta? Cái kia kìa. Chị chị. À, bà dê, bà dê. Bà dê. Ông này nãy 100. 100 chưa? Ô, cái đây bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? Vui à? Vui à? Chị này mới đi tắm biển về đó hả? Chị à, tắm biển về. Tắm biển về rồi ghé đi chợ luôn. Cảnh này rất là vui mà con có bán chị. Chỗ chị này là đông nhất nè. Vui ha. Ở bãi dài này có 2-7 tấm hả chú ha? Có 3 bãi lớn. Bãi này là bãi K8. Còn bãi N Nam. Dạ. Bãi N2. Dạ. Trạm biên phòng cũng vậy. Dạ. Chỉ là cái bãi này là đông vui nhất đúng không cô? N2 mới đông vui nhất. N2 nằm đoạn nào cô? Ngoài kia. Em ra ngay chỗ mấy sống cái trụ Hưng Thịnh á. Dạ. Xuống. Dạ. Hôm nay đi ra là nó có đợi anh em cũng đông lắm. Người ta thì đông hơn. Vậy đó hả? Đây là ít người. Dạ, đây là ít. Nhưng mà có chợ. Dạ. Đây ít nhưng mà có chợ, có rau. Dạ. Còn mấy kia nó không có. Dạ. Đây. Rồi bên đây cũng có một chị. Này, nãy giờ chị này chị lừa say xưa luôn nè. Hồ. Bị ké hả? Ồ, con mú này mú thiên nhiên nè. Tiểu hả? Đúng rồi.
Ê, mũ thiên nhiên đây. Rồi, hết cái đó là bao nhiêu tiền? Không biết, chưa tính tiền anh ơi. Tính tiền. À, bên kia là con thầy chùa. Đủ thứ loại luôn, bên kia thầy chùa kìa. Đạo Phương quay qua bên này một chút ha. Ồ, dưới này cũng vui này, mua tại sát biển luôn. Có một cái thúng đó. Ồ, chuyện kia chạy kìa. Rồi chưa tắm mà mua ké rồi. Sợ hết ké à. Ủa anh này sao mà mình bị kẹt anh? À, vậy là một ký ký mình với ký càng cái nào mắc tiền hơn? Ký 70. À, chủ yếu là cái càng thôi ha. À, con này là lần đầu chưa bao giờ Phương ăn hết cả. Con này kêu bằng con thầy chùa ha anh ha. Con cụm hả? Phương hay kêu con thầy chùa. À dạ. Hồi nãy giờ chị này thấy cái ngon quá chưa ấy nè. Rồi bên này là bán rau. Chào cô bán rau. Rồi cô ở Cam Lâm hả cô? Cam Lâm mấy giờ cô có mặt ở đây rồi? Dạ đó, Sài Gòn bán rau hả? Ủa Sài Gòn chạy ra bán rau. Rồi xin chào. Rồi chào chị bán rau nè. Rồi mấy giờ mình có mặt ở đây rồi chị? 5 giờ. Chị bán ở đây chắc cũng lâu rồi hả? Ở đây cũng vui quá hả chị ha? Dạ, đầy đủ luôn nè. Vừa tắm biển rồi đi chợ luôn. Dạ, mua ủng hộ nha. Bán cũng đủ thứ hết. Rầu, rồi trái cây. Rồi bên đây là cô này mua ở dưới kia nè. Phương qua bên này nè. Ồ, tôm hùm nữa nè, tôm hùm thiên nhiên ha. Đây tôm hùm nữa nè. Ở đây mấy giờ tan rồi em trai? Mấy giờ là tan? 9 giờ. 9 giờ là tan ha. Ô ô ô, vậy luôn. Cái này 1 ký là bao nhiêu tiền em? Em trai. 1 ký là bao nhiêu tiền em trai? 1 ký là 800 ngàn. Cái con cái này nè. Cái này là chiên ăn ngon lắm, chiên giòn giòn nè, đâm mắm ngò nè. Cái này nè, đâm mắm ngò ăn đúng bài luôn á. Rồi anh này đang đợi mua một chiếc ghế. Ở đây không có gửi xe bà con cô bác chị. Mình đỡ mình có xe thì mình xuống thôi. Để Phương dòm lại chiếc xe của Phương. Cái ông mặc áo vàng vàng. À, áo kem kem đó. À, kem kem. Cho em gửi xe nha anh. Đây nè. Rồi bên kia. Rồi anh bên kia có gì nè, áo kem nữa nè. Rồi mình vô đây đó. Mình đợi xe mình gửi nói anh áo kem anh trông dùm. Rồi bên đây là cũng tôm, đủ loại tôm luôn. Đây là tôm đìa rồi ha. À, rồi có sò rồi nè, chẻ rồi nè.
đây là sò. Ở Cam Ranh thì sò thì cái vỏ nó trắng hơn ha. À, đây nè. Rồi ở đây là bán khoai mì nữa nè. Đây chị bán khoai mì. Mua cá lấy xe rồi ra mua khoai mì. Bên đây có một cái quán cà phê nhỏ. Rồi tắm biển xong thứ bảy chủ nhật vô đây. Đi chợ ở đây. Vô uống cà phê. Rồi ở đây có bán hàng ăn nữa nè. Chào cô. Dạ. Có bán gì vậy cô? Bánh mì đủ hết. Dạ. Một hộp chắc là 15 ngàn. 15 ngàn hộp. Dạ. Rồi dưới này là anh này hải sản mới lên nữa nè. Rồi hải sản gì nữa anh? À, không có nước không hả? Rồi bây giờ Phương sẽ qua bên này ha, cái chỗ đánh bóng chiên này. Rồi Phương sẽ đi xuống dưới bãi biển này. Hôm nay buổi sáng cũng rất là vui bà con cô bán chị. Rồi bên này là gần hết rồi. Giờ bán cũng tiện tiện ha, chuyện khoản cái là xong liền. Xin chào. Rồi xin chào. Đó Phương coi lại đồng hồ ha, giờ này là 6:10 rồi. Rồi bây giờ Phương sẽ xuống ở chỗ anh Múc Chiên nè. Rồi xuống bóng chiền. Rồi chào cả nhà. Rồi. Rồi đúng rồi, huyền thoại ha. Rồi. Chào chị. Rồi chào hai anh. Huyền thoại ở Cam Lâm này rất là xuất sắc. Rồi ngày mai lên 93. Rồi lên YouTube nha. Ngày mai lên mặt béo á. Không, 5:30 6 giờ là có mặt thôi. Là mà mấy anh là, em quay ở đây đó là lên toàn thế giới luôn nha. Ok, cảm ơn em. Nó đâu biết bằng ai đâu. Hả? 49. Là vườn qua bên đội kia ha. Vì đội bên đây là đội gì? Chị? Đội bên đây là đội đội bên đây là đội huyền thoại, còn đội bên kia là đội đội gì? đội bình thường. Rồi bên đây là, ủa sao nó không không cân ta? Bên đó Việt Nam đánh với lại Australia. À, Australia bên đây là hai nữ nè, hai chị nữ nè. À, hai chị nữ đây. Quay nhắn như nhiều nhiều lên. Bên đây là nữ là libero. À, libero. Đây anh, em đi đây. Đây, giờ chị này sụt huyết nè. Nam chiến. Bên. Rồi. Rồi. Chị này là bắt bắt một ha. À, mấy mùng thật thào đó. À, hồi Phương mới lớn đó thì Phương chơi cũng nhiều môn thể thao nhưng mà chơi không hay, chỉ biết rồi đã chơi rồi. Rồi bình tĩnh lại nha, tập trung lại nha. Rồi hai chị. 13 năm. Ngày nào mình cũng có mặt ở đây anh. Dạ đúng rồi anh, ngày nào cũng bán hết á. Chị chơi này thôi chứ đâu có đá banh đâu hả? Ở dưới đây có một cái bãi cũng thẳng nè mà không đá banh. Bây giờ Phương sẽ đi xuống xét mé biển ha. Thôi em chào cả nhà hết nha. Rồi xin chào. Rồi. Chị tên gì?
chị tên Hồng Vân. Hồng Vân, chị Hồng Vân, Cam Lâm. 7373. Đang tiếng chồng hả? Đó, coi anh Tèo anh Bảy vậy nè. Anh Tèo anh Bảy anh Đỗ nha, Cam Lâm nha. Em chào mấy chị nha, chúc ngày mới thật vui vẻ nha. 47 biển này. Đây, ghê đậu ở đây. À, mình xuống này ngay chỗ này giống như biển Nha Trang ha. Xin chào, xin chào. Bây giờ mình lấy nước đi đi biển hả? Đi mấy ngày vô? À, mỗi lần đi là mấy bình? À, à. Rồi giờ này đi biển có không? Hả? À, vài triệu. Một lần như vậy là vô vài triệu á hả? À. Nước trâu mà đi đâu mà ghe mình thường là đánh bắt cái gì, cũng tùm lum hay là cái gì, cua gì cá tùm lum đủ loại. Vậy là kêu lưới gì? Lờ dây á. À, lờ dây. À, lờ dây là ghe mình là cái nào, cái lớn này đó hả? Dạ. À, vậy là mình ở Cam Lâm đúng không? Ở Cam Ranh á. Cam Ranh. Dạ. Ngày trước là mình đậu bãi nào? Đậu dưới đầm Cam Ranh chứ. À, đầm Cam Ranh. Giờ chuyển lên đây ha. Dạ, chị mấy tháng nay lên em lên đây làm. À. Bên này là nhóm của các cô lớn tuổi đây. Xin chào. Rồi. Rồi, xin chào. Hello. Bây giờ Phương vô đây nè, mẹ anh chuẩn bị đi biển nè. Ở phía ngoài đó, ngoài đường đó là rất là nhiều khách sạn lớn đó bà con cô bác chị. Có những khách sạn cũng đang xây dở nè, đang xây bên này. Nói về Cam Ranh thì các cô chú thì cũng rất là nhớ ha. Sân bay Cam Ranh nè. Rồi chuẩn bị đi hay là mới về anh? À, bữa giờ mình đi được không? Cũng được, bữa không à. À, cũng hên xui mà ha. Bèo bèo, nếu bèo lắm cũng cả triệu chứ. Kiếm bữa 500, à. triệu hơn thì bữa nào cũng có. Bữa nào có nhiều tiền triệu. À. Bữa nào không có thì 200, còn bữa nào không có nữa đủ ăn. Mình đi là ghe của mình nhiều không? Bao nhiêu bạn không? Đi ghe nhỏ, đi câu của mình à. À, đi câu. Hoặc là ăn
À. Chị ghi mình là cây nào? À, cái nhỏ nhỏ nằm à, kia đó hả? À. Thôi chúc may mắn nha. Bây giờ mình ra khơi. Dạ, xíu nữa ra anh ơi. Thôi chào nha, chúc may mắn nha. Hả? Ra ghi hả? Thôi bữa nào đi, bữa nào theo đi biển đi. À. Bữa nào theo anh đi biển nha. Rồi bữa nào có gì thì vô đây liên lạc anh sớm một chút xíu. Kênh Nha Trang Biển Xanh. Đúng rồi. Rồi bắt đầu bên này cũng bắt đầu ra khơi nè. Bữa nào mình vô sớm đi. Bữa nào vô sớm này để theo đi biển nha. Là mấy giờ là vô, sáng mai mới vô hả? Sáng mai vô. Rồi. Bữa nào Phương sẽ trải nghiệm theo mấy anh đi biển. Phải vô sớm bà con cô bác chị. Phải ở nhà đây, phải tầm 3 giờ vô đây ha. 3 giờ chạy vô đây là vừa á. Em mới lấy nước xong rồi, rồi kéo ra. Rồi Nha Trang Biển Xanh nha. Lên YouTube đó. Lên YouTube đó. Rồi chúc mấy anh may mắn nha. Rồi 1, 2, 3. Rồi chào em trai nha. Vâng. Bây giờ Phương quay lại ngay chỗ mà người ta bán cá đó. Giờ này chắc là vắng rồi. Chỗ này là có dịch vụ là tắm nước ngọt này. À bên đây như có cái miếu nữa. Rồi chào cô nha cô. Dạ. Lên thế giới luôn nha. Đăng lên không? Dạ có chứ. Chiều 5 giờ rưỡi á. 5 giờ rưỡi anh lên kênh Nha Trang Biển Xanh lại thấy anh nè. À. Nha. Ủa anh cái bạn chị ngồi đây là cái gì của anh? Người yêu anh. À người yêu anh. Giờ bạn đi đâu rồi? Đây. À đây nè. Đây. Đây là người yêu của anh. Vậy anh tên gì? Anh tên gì? Tên không tên đó người ta biết đến đây đâu. Đi ngang qua đây du lịch đó. Rồi ghé lại là biết cái hả? Nhưng mà người ta đâu có biết tên mình đâu mà. Không biết tên bà hỏi chứ. Cái chỗ này Phương nhắc lại là bãi tắm K8. Bãi dài. Này là nằm ở vị trí là thuộc Cam Lâm ha. Anh đi ngang du lịch đó. Thủy Triều. À đây là Thủy Triều. Cam Hải Đông. À Cam Hải Đông. À bãi tắm K8. Thì ở đây là mấy giờ là bắt đầu mình đông anh? 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi. Ghi vào thì 5 giờ. Dạ. Mà mình vô thì đừng có rơi vào ngày trăng. Ngày trăng là ghi nghỉ đâu có ké đâu. Cá. Đúng không? Đi nói chung đi cái L này là đi quanh tháng. À vậy đó đi hả? Tháng luôn. Coi như là quanh năm ở ngay chỗ đây là có ké. Mùa đông là không đi thôi. À. Mùa đông động gió là không đi. 5 giờ rưỡi.
5 giờ rưỡi là đông khách. À, 5 giờ rưỡi là ngay chỗ này là bán hải sản nè. Lúc nào cũng có nha, nhưng mà con cô bác chị à, đi đường Bãi Dài. Chị cũng đã nói địa chỉ rồi đó. Cua ghẹ nè, cái chút chút này là cả lưới đó. Đây là sò nữa nè. Ồ, tôm tít là rất là nhiều loại luôn ha. Đây là tôm tít nè. Nhưng mà tôm tít thì nhỏ. Ở đây đó là đất cát. Cái chân. Rồi bạn chị này con đi tắm rồi. Rồi. Rồi đi tắm xong là ghế là mua luôn. Mua cá luôn. Giờ bắt đầu vắng rồi. Bên này em này con bán ghẹ nè. Bên này là ghẹ nè. Đây kìa. À, cái này chiên ngon nè, ướp chiên ngon lắm nè. Cái này ướp nè, ướp ớt nè đúng không em gái? Ướp sẻ đó. Ồ, cái này ăn cơm ngon lắm nè. Không, cái loại này mình ướp sẻ ăn ngon. Sẻ ớt nè. Ngon lắm cô, ăn cơm á. Cái này nè. Cái này cái gì ta? Quên rồi chị. Ờ, cá phèn. Đúng rồi, cái này nè. Chiên ngon lắm. Của gì? Của Úc hả? Ủa? À, cô Út. À, cô Út là cô đây á hả? Cô Út là cô đây. Rồi cô đây là của gì? Còn cái đây là của gì? Út, em mới là Út. À, Út. Đây là Út. Còn bên này? Của Việt Nam. Cái này hả? Của Việt Nam. À, của Việt Nam. Thôi chào bà con ở đây nha. Rồi, mấy chị rất là vui vẻ. Bà con cô bán chị. Hồi nãy có đọc cái địa chỉ rồi. À, đi qua Bãi Dài. À, bài tắm K8 ghé đây 5 giờ rưỡi đã có ké rồi, vô đây mua đóng thùng xốp về Sài Gòn luôn ha, mua đóng thùng xốp để về Sài Gòn luôn đúng không anh? Đúng rồi, đi du lịch đó, đi ngang Nha Trang về ghé vô đây mua ké là ké tươi, ké nhỏ nhỏ thôi, ké tươi, ké lưới. Không, bây giờ mình đi quay phim mà, mình đi quay phim mà sao mình mua được? Chưa? Chưa, bây giờ qua cái quán cà phê bên kia nữa. À, bên kia có cái miễu ha. Bên kia có cái miễu. Đã Phương qua bên kia. Đi vô quán cà phê đi. Rồi. Bây giờ Phương sẽ qua bên này ha. Phương qua bên đây là Phương quay một chút rồi Phương cũng kết thúc với bà con cô bác chị. Rồi, quán cà phê, nước mía đều có hết. Hàng ăn sáng xin chào. Chào chị chủ quán. Rồi quay chào chú chào anh. Quay đại chứ để nghe vô dở rồi. Gì đó. Đây bên đây có bán phở nữa nè. Dạ có, lên kênh Nha Trang Biển Xanh gặp anh ha. Bên này là Lăng Ông Nam Hải. Ông ngoài kia có mấy cái sàn cũng sang lắm mà con có bán chị. Đó, Phương rùm lại ha. Bãi tắm, cái bãi biển bãi dài này rất là dài luôn. Nếu mà Phương nhắm thì đi cũng phải khoảng phải 5 cây số. Bây giờ bắt đầu là cũng tan rồi. Mấy chị ở dưới biển tắm xong rồi nè. Bơi xong rồi. Rồi chị này tưởng là nãy giờ về rồi. Giờ vẫn còn đây. Mua khoai mì nữa nè. Rồi. Rồi mua hải sản. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.